Với tôi, người đàn ông khi bận bộ vét tông luôn có một ma lực kỳ lạ. Và tôi, Đặng Khang, sáng lập và CEO của thương hiệu vét tông Monami, hệ thống may đo vét tông dành cho các quý ông Việt Nam. Kính thưa quý vị, và đó chính là anh Đặng Khang, chủ nhân sáng lập ra thương hiệu Monami, một thương hiệu về vest tông, áo cưới và vest doanh nhân. Và câu chuyện lập nghiệp như thế nào, có những khó khăn và may mắn gì đến với anh? Ngay bây giờ, Tấn Phát xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện của anh Đặng Khang qua sự kết nối của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng thời trang Kim. Kính thưa quý vị, tôi ngồi đây và tôi lại rất thú vị vì tôi sắp được nói chuyện với bạn trẻ. Nhưng mà bạn đã chọn một cái công việc rất là tỉ mỉ, làm đẹp cho phái nam. Tôi có một đứa con trai là ca sĩ. Từ lúc bắt đầu biết đi hát cho đến bây giờ, bộ đồ khi trình diễn chỉ là đồ vét thôi. Rất nhiều màu, rất nhiều kiểu, nhưng chỉ là đồ vét. Và hôm nay Kim Xuân được hân hạnh ngồi nói chuyện với người thiết kế ra những bộ đồ vét rất là đẹp, đó là Đặng Khang. Để được đến ngày hôm nay chắc chắn là không phải là một điều dễ dàng. Dạ, thật ra xuất thân con học về IT, con về phụ bố ở lĩnh vực marketing, chạy Google AdWords hoặc là viết bài làm website. Trong quá trình đó thì mình phải tìm hiểu kiến thức thời trang rất là nhiều. Trong quá trình con tìm hiểu, con mới thấy được rằng là khả năng học hỏi về thời trang của mình là khá nhanh. Lý do là từ nhỏ mình đã thấy bố mẹ may đồ, mình chơi ở trong nhà thì mình thấy bố mẹ may đo tư vấn với người khách hàng này, khách hàng người kia. Có những người khách hàng rất là khó tính, mình quan sát và nó ngấm vào người mình lúc nào mình không hay. Thì từ đó là con giúp được công ty may của bố phát triển. Dần dần khi mà con lấy vợ thì mình nghĩ ra là mình phải cần một cái xây dựng một cái gì đó riêng và một cái gì đó đặc biệt cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi đó con lập ra cái thương hiệu vét tông Monami cùng với bố và những người thân trong gia đình và phát triển tới tháng 10 năm nay là bắt đầu là năm thứ 9 rồi. Hồi nãy có một cái câu mà con nói là chắc là tại vì hồi nhỏ ở nhà rồi thấy bố mẹ cái người may, người cắt rồi người tiếp khách hàng, không phải là nhìn hoài mà quen đâu con. Dạ. Phải có cái ngọn lửa nằm ở trong trái tim á. Căn bản đầu tiên là con vẫn là dân công nghệ. Dạ. Nhưng tài năng mà được cha truyền chưa có dịp bung ra thôi. Đến năm 2008 thì rất là nhiều nhà may gặp khó khăn. Thì khi đó là cái nhà của mình nó cũng bị thu hẹp. Từ một cái tiệm may ở dưới tầng trệt á, thì mình phải cho người khác thuê lại để mình duy trì. Sau một khoảng thời gian á, thì bố mới bàn lại là bây giờ mình làm cũng vững vàng rồi, thì bây giờ con làm về marketing và kinh doanh, còn bố thì hỗ trợ con phía sau ở cái mảng kỹ thuật quản lý toàn bộ thợ may. Con mới bắt đầu thử từng bước và khi thử thì rất là nhiều khó khăn. Có những lúc là mình làm website hoặc là mình chat với những khách hàng ở nước ngoài á, đến 3-4 giờ sáng. Khi có những khách hàng á, họ đến rất là nhiều lần họ mới may một bộ đồ. Mình học rất là nhiều từ những khách hàng khó tính. Cửa hiệu Hoàng Vi mà bây giờ thành Monami, lý do tại sao lại khác cái tên hiệu như vậy? Và hiện giờ thì con đã khẳng định được cái tên của mình, trải qua cái điều gì rồi? Lúc mà con vào ngành may thì công ty con là một công ty may, chuyên may tất cả mọi đồ luôn. Nghĩa là may về đồ nữ, đầm, đồ kiểu, áo thun, áo dài, đầy đủ mọi thứ. Vì cái thời điểm đó cái quan niệm của những người đàn ông Việt á, là bận bộ vest vào á, thì nó rất là già, nó rất là nóng, không nhất thiết phải bận vest. Khi đó con theo dõi ở trên truyền hình á, nhất là những cái phim Hàn Quốc hoặc là những cái đài của Hồng Kông hoặc là ở bên Ý á, làm cho các quý ông lịch lãm hơn, sang trọng hơn. Cho nên con tìm hiểu. Và sau khi tìm hiểu con nghĩ rằng mình nên tạo một thương hiệu sản phẩm là đẳng cấp, được tạo nên bởi những người thợ may Việt Nam xứng tầm với quốc tế vào năm 2012. Khi mà con lập ra một cái thương hiệu riêng thì bố có tư vấn thêm không? Kiểu dáng thì con update thường xuyên trên mạng rồi, con cập nhật của thế giới rồi. Nhưng mà có bao giờ những cái có vẻ như mới của mình nó lại đi trái với những cái kỹ thuật truyền thống của bố? Thì bố có ý kiến không? Dạ, thời gian đầu con làm thì gặp rất rất là nhiều khó khăn. Lý do mình không hiểu gì về nghề nhiều, mình chỉ mường tượng thôi. Thì trong những cái thời điểm khó khăn đó thì bố con là có lúc thì góp ý rất là sát, có lúc thì nói nhẹ nhàng tại vì sợ mình giận, sợ mình buồn này kia. Lúc nào cũng đứng phía sau để điều chỉnh lại những cái sai sót về cái mặt sản xuất và kỹ thuật cho mình. Đôi khi trong quá trình kinh doanh nó không có thuận lợi thì bố luôn dành sự quan tâm. Mình làm một mình hơi chủ quan, nhưng mà nghe sự góp ý thì đôi khi là tối tối mình nghĩ lại
tại sao mà nó như vậy mà không phải điều chỉnh rất rất nhiều lần. Ở bộ đồ vest, cô Xuân thấy cái người đàn ông mặc cái bộ vest vô trong bất cứ trường hợp nào có cảm giác nó sang hẳn lên. Với cái phân khúc đó, về khả năng kinh tế mình sẽ bị giới hạn hơn những cái loại quần áo khác. Con có suy nghĩ về chuyện đó không? Dạ đúng là thời điểm lúc mà con tạo ra thương hiệu dành riêng cho vest tông á, thì cái số lượng khách hàng họ rất là ít. Thời điểm đó là khi mà cần một bộ vest á, mấy ví dụ như chú rể, thì họ nghĩ ngay đến một studio cưới nào đó thuê hoặc là mua sẵn, ít ai nghĩ đến việc may đo. Và thật ra là những người khách hàng thời điểm đó họ cũng chưa tin lắm ở những tiệm may Việt Nam có thể làm cho họ trẻ trung sang trọng hơn. Nhưng mà con tìm hiểu sâu và mình đi sâu vào marketing để mình đưa những cái sản phẩm đẹp của mình á lên trên các mạng xã hội Facebook, Google, website, và dần dần có những khách hàng đầu tiên họ ủng hộ. Khi họ ủng hộ thì họ sẽ giới thiệu bạn bè, có những người khách đặc biệt là họ dẫn bạn bè tới trực tiếp họ may tặng luôn. Thì từ từ khách hàng này giới thiệu khách hàng kia, bắt đầu mở rộng và tiên phong trong thị trường ở lĩnh vực là may đo vest tông cưới vào thời điểm đó. Hiện nay thì việc kinh doanh của con như thế nào? Monami là có 6 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và ở Biên Hòa. Mình chưa phát triển ra Hà Nội hả con? Dạ, hiện tại mình chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh. Con mới ước là mang một cái tầm quốc tế. Và hiện nay con đã có một số khách hàng ở các thị trường khác. Có những khách hàng ở Úc, ở Mỹ, ở Campuchia, ở Thái Lan. Có một số đối tác là những nhà may á, ở nước ngoài, thì họ đặt mình gia công, họ bán cho cái thị trường của họ. Con đang muốn là xây dựng phát triển mạnh hơn nữa để có thể mở rộng ra quốc tế. Cô đang nghĩ tới một cái tương lai của Monami là con sẽ sản xuất những cái bộ vest với các dạng kiểu trẻ trung nè, lịch lãm nhưng mà rất là nhiều size. Đến một cái trung tâm thương mại nào, mình đi vô cái thương hiệu của con là loại nào, cỡ nào mình cũng có thể mặc được, từ người 58kg đến người 66kg đến người 70-mấy kg và thậm chí một người 100kg, người ta vẫn có thể lựa được những cái bộ đồ vest rất đẹp và mặc. Bên con 90% khách hàng là họ may đo và có 10% khách hàng còn lại á, là họ có sử dụng sản phẩm mua. Bên con có một số cái dịch vụ mà cực kỳ đặc biệt, ví dụ như là những dịch vụ là may vest tông chỉ trong vòng có 8 tiếng thôi. Thì khi một khách hàng họ đến, họ đang tính mua một bộ vest tại vì họ cần gấp đi. Trong trường hợp mà nó vừa vặn hết 100%, thì bên các nhân viên của con vẫn tư vấn là mình sẽ mua sẵn. Nhưng mà trong trường hợp khách hàng họ muốn may, thì thật ra họ đặt buổi sáng là buổi tối là họ đã có rồi. Quy trình may của mình nó rất là khép kín. Vải là mình có sẵn, các thợ cắt cũng có tại nơi đó, các thợ may cũng có tại nơi đó. Và có những cái máy móc ở bên ngoài không đầu tư, thì bên con vẫn đầu tư mà mình không cần phải đi ra bên ngoài. Cho nên cái quy trình vận hành của mình nó khá khép kín, cho nên thời gian may nhanh nhất của mình chỉ trong vòng 8 tiếng. Và bên con đang xây dựng một cái dịch vụ là may vest tông trong vòng 24 tiếng. Kể cho cô nghe một chút nữa về cái khó khăn của con trong cái quá trình để chuyển từ một chàng IT qua một người CEO của một thương hiệu lớn như vậy. Dạ, thật ra cái khó khăn lớn nhất của con là cái bất đồng giữa cái vấn đề về kinh doanh và vấn đề kỹ thuật thợ may. Mình không hiểu gì về may ở trong những cái thời điểm đầu. Ví dụ như là có một khách hàng họ đến, họ may đi, sau khi mình lấy số đo, thời điểm đầu á là mình không hình dung được là cái bộ vest nó sẽ ra làm sao, tại vì mình không phải là trực tiếp là người may. Từ đó khách hàng họ phản ánh lại, tất nhiên là có những cái trục trặc, các chú thợ may góp ý, và đôi khi là mình rất là suy nghĩ, rất là nhiều cái khủng hoảng xảy ra trong quá trình mình làm. Thật ra con cũng rất là ham học hỏi. Đến bây giờ kiến thức về may của mình có thể nói là tương đương với lại người thợ may, để từ đó mình có thể truyền tải được đến bộ phận kinh doanh, sao cho những bạn kinh doanh có thể tư vấn cho khách hàng giống như là người thợ may mà vẫn am hiểu về cái kiến thức thời trang. Người ta nói nghề thợ may là cái nghề làm dâu trăm họ, tại vì đâu có phải khách hàng nào cũng vừa ý với mình đâu, chưa chắc rằng cái quan điểm của người khách hàng lúc đó là đúng. Thế thì với những trường hợp đó con xử lý sao? Những trường hợp đó đứng ở góc nhìn của khách hàng. Có một số trường hợp ví dụ như là hai anh có cùng chiều cao, có cùng cân nặng, có cùng dáng người luôn, và mình may hai bộ vest có cùng cái độ ôm giống như nhau, thì có một anh thì rất là hài lòng và một anh thì họ cảm thấy quá chật đối với họ. Thì mình mới phát hiện ra không phải là hai người giống y chang nhau mà họ bận hai bộ vest y chang nhau, mà mình phải hiểu được cái sở thích và cái môi trường làm việc của họ đôi khi khác nhau, họ sẽ có những cái thói quen bận đồ khác nhau. Cho nên ở bên Monami là con luôn nói các bạn nhân viên tư vấn kinh doanh là phải nói chuyện với khách rất là nhiều để mình trở thành là những người bạn của khách hàng.
Khi đó mình hiểu được cái văn hóa của khách hàng, mình hiểu được cái sở thích, giống như là cái khẩu vị của khách hàng. Khi đó mình mới tư vấn được cho khách bộ vest làm sao cho nó vừa vặn. Khăn, mình có thể tâm sự với các bạn trẻ, những người đầu tiên có thể loay hoay khởi nghiệp, những cái trúc trắc và các bạn sẽ vượt qua được nếu như các bạn đã thông được tất cả những điều đó. Trong quá trình hơn 10 năm theo nghề này và hơn 9 năm xây dựng thương hiệu Monami, thì một trong những điều mà con tâm đắc là đối với khách hàng, đối với bạn bè, đối với những người nhân viên, đối với những người thợ may, đối với những người đối tác, con luôn xem đó là những người bạn đồng hành của mình. Đó là lý do tại sao con đặt cái tên là Monami, có một cái ý nghĩa tương đương với lại những người bạn. Và thật ra thương hiệu của con rất là may mắn, có những khách hàng họ đã may từ những ngày đầu coi mình như bạn bè, và sau này có những tình cảm, và ngay cả những người thợ may đúng là như là những người bạn. Thì cái mối quan hệ của nó rất là dài lâu, phát triển ra rất là nhiều. Khoảnh khắc cuộc đời hôm nay rất là vui khi đã nói chuyện với Đặng Khang. Và chúng tôi rất vui giới thiệu người bạn đồng hành của Đặng Khang, đó là ông Đặng Hữu Vi. Dạ chào anh ạ. Hồi nãy thì có nghe Khang nói về cái hành trình của cái thương hiệu của mình. Phương vẫn đang thắc mắc, anh tên là Đặng Hữu Vi, nhưng cái cửa hiệu của anh thì tên là Hoàng Vi. Tôi lấy vợ, vợ tôi tên là Kim Hoàng, cho nên bạn bè ai cũng gọi tôi là Hoàng Vi, vợ tôi cũng Hoàng Vi, ghép tên vợ và tên chồng lại. Thường là thanh niên trẻ bây giờ anh không bao giờ mình dám nghĩ tới chuyện là sẽ đi theo cái nghề của mình. Xuất phát điểm của cậu này thì là dân IT, nhưng bây giờ cháu là một doanh nhân thành đạt, đi theo con đường của anh nghĩ sao về chuyện này anh? Cháu Khang có những cái ý tưởng táo bạo và quyết liệt, khi hành động thì cũng có những cái suy nghĩ cũng rất là mạnh mẽ. Yeah. Vợ chồng tôi luôn luôn đứng sau, luôn luôn ủng hộ tôi, luôn nói là con cứ làm, đúng sai ba không bao giờ ba rầy hết trơn, đúng thì tiến triển, còn sai thì rút kinh nghiệm. Anh đã là một cái người rất là giỏi trong cái công việc của anh, nhưng bây giờ con nó chuyển qua thì anh có cảm thấy lo là sợ con nó không đạt được như mình á? Cha con cùng đồng hành với nhau mà, Khang phụ trách về kinh doanh, quảng bá thương hiệu, phát triển thương hiệu, tôi ngay hiện tại vẫn là phụ trách về sản xuất và kỹ thuật. Có một cái thời gian nào mà anh cảm giác cái nghề của mình bị mai một vì những cái hàng hóa nó quá rẻ? Có bao giờ trong lòng anh cảm thấy nao nao vì chuyện đó không ạ? Có, khoảng năm 2005 á, cái nghề may mà may đo á, thất sủng á. Người ta chuyên môn, người ta đi mua quần rin, áo thun người ta mặc không à. Hoặc là ra ngoài chợ mua sẵn rồi không. Mà cái thời kỳ khoảng năm 2005, 2006, 2007 á, sau đó thì người ta thấy rằng là mặc đồ may đo vẫn sang trọng, lịch lãm hơn. Sau khi Khang tham gia kinh doanh với gia đình, sáng lập ra cái thương hiệu Monami, thì lúc đó phát triển mạnh và rầm rộ hơn. Trước kia chỉ là một nhà may nhỏ mà nổi tiếng, vẫn phát huy những cái hay của cha mẹ. Nhưng mà nếu mình làm thì mình làm thủ công anh. Mình chỉ làm một vài chiếc, còn các cháu nó sẽ làm nhiều hơn nữa, và nó quảng bá trên các mạng xã hội, rồi nó sẽ có thế này thế kia, đủ thứ những cửa hàng. Khi mà cháu nó phát triển đi một cái con đường lớn như vậy đó, lại tiếp tục là vị trí phụ huynh hỏi nữa, anh lo nữa không? Anh lo nữa không? Nghề nghiệp là nghề của gia đình rồi, mình cũng có kinh nghiệm trong thương trường rồi. Cho nên là cũng không có phải có gì đáng lo hết đó. Tôi thấy anh hay ở chỗ là tôi làm rất là tốt công việc của tôi, tôi làm rất là chắc cái nghề của tôi, thì không có gì tôi phải sợ hết. Cũng mong là con cố gắng đáp lại tấm lòng của cha mẹ. Con sẽ làm cho Monami ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. Có thể là hôm nay là trên sóng truyền hình anh nói với Khang những điều mà hồi đó giờ chưa bao giờ anh nói được không? Tôi chỉ có một cái điều khuyên cho các con cái tôi á, làm nghề, bất cứ nghề gì, phải luôn luôn giữ gìn phong độ, đừng có để tụt phong độ. Phong độ mình luôn luôn tiến lên, chỉ có một lời khuyên vậy thôi. Khó lắm á con, con muốn nói gì với ba? Trong quá trình mà từ nhỏ con đi theo bố mẹ học hỏi, bố mẹ con rất là nhiều. Ở chỗ cái là cái lửa, quan sát ba mươi mấy năm theo bố với mẹ làm nghề á, thì con thấy bố với mẹ con là lúc nào cũng rất là quyết liệt, gần như là chắc là chưa bao giờ con thấy bố mẹ con thất vọng vì một điều gì đó, hoặc là có cái ý chí mà nó giảm sút hết. Bố con lúc nào là cũng chiến đấu, mẹ con cũng như vậy luôn. Từ nhỏ con cũng là một người là luôn luôn chiến đấu, ít khi nào con nghĩ rằng mình đã thành công, nghĩ là chiến thắng, hoặc là con nghĩ rằng mình tự mãn hay dừng lại, là con cứ làm để xây dựng. Con học bố con với mẹ con ở chỗ không chỉ có bản thân mình mà xung quanh còn gia đình và còn những người thợ, nhân viên theo mình, chiến đấu vì tất cả chứ không phải là chỉ vì bản thân, và sau này cho những thế hệ kế thừa
sau đó nữa? Mình có truyền nghề cho một cái lớp trẻ mà người ta ham học hỏi để mình đào tạo liên tục cho mình á. Cái điều đó bao giờ có trong suy nghĩ của Khang không con? Thực ra bố con từ ngày xưa tới giờ đào tạo rất là nhiều thế hệ thợ may. Có những cô chú thợ may ở Hà Nội, những nhà may rất lớn ở Đà Nẵng học may của bố con. Và ngay cả anh em của bố con á, theo nghề. Và hiện nay á, thì em gái con cũng học về may. Và bên chị dâu cũng học về may. Con thì thật ra là con không học may, nhưng mà trong quá trình làm nghề thì con rất là hiểu làm sao để làm nên những cái bộ trang phục đẹp, làm sao để có một cái quy trình để tạo nên một cái sản phẩm đẹp. Và hiện nay á, là ở xưởng may con á, thì ta có tầm khoảng trên 100 thợ may. Thì những người thợ may đó lúc đầu vào á, thì tay nghề của họ là đạt yêu cầu thôi. Nhưng mà dần dần khi họ làm á, thì cái tay nghề của họ luôn được nâng cao lên. Xin cảm ơn vô cùng gia đình của anh Vi với lại cháu Khang đã đến chương trình. Tôi hay nghe nói về những cửa hiệu may, những cửa hiệu hàng ăn mà có những người cha truyền con nối. Và cái uy tín ở trong nghề đó là cái điều mà cần thiết nhất sẽ làm cho các bạn trẻ nhìn thấy. Có đôi khi chúng ta không chạy theo những cái gì mà nó vội vã, mà chúng ta cứ chân chất, chúng ta giữ đúng cái nghề của mình và chúng ta làm cho thật tốt. Đó là một cái câu trả lời rất là thỏa đáng đối với những người nhìn vào gia đình mình. Và cảm ơn hai vị khách mời rất là đặc biệt. Cảm ơn anh Đặng Hữu Vi và cảm ơn Đặng Khang. Phát xin được chúc mừng anh luôn có một hậu phương tuyệt vời, đó là một người bố rất là tâm lý. Con xin được chúc chú có thật nhiều sức khỏe cùng có mặt với những khoảnh khắc cuộc đời của chính con trai mình. Bây giờ Tấn Phát xin mời nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân sẽ trao huy hiệu khoảnh khắc cuộc đời dành cho anh Đặng Khang. Và quý vị thân mến, chúng ta có hẹn vào lúc 22 giờ 45 phút các ngày trong tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng thời trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.